Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thư sư cho con hỏi, địa ngục sen hồng là gì? Con đọc đến đó mà chưa hiểu vì sao gọi là địa ngục sen hồng. Mong sư giảng giải giúp con. Địa ngục sen hồng á, là một trong các cái địa ngục lạnh. Tức là ở dưới địa ngục á, nó có địa ngục nóng và địa ngục lạnh. Thì ở địa ngục lạnh á, có cái địa ngục mà chúng sanh ở đó đó, nó lạnh quá cho nên là da nó ửng hồng. Thành ra người ta gọi là địa ngục sen hồng ha. Để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.